hỏi em rồi cách nhau một bàn. Thầy ạ, hôm nay là ngày đầu tiên học sinh quay trở lại trường và mình cũng phải là theo bộ tiêu chí của Bộ Giáo dục mới là kiểm tra thân nhiệt của học sinh trước khi đến trường ạ. Thì thầy có thể là cho em một vài cảm nghĩ về buổi ngày hôm nay được không ạ? Chào em, hôm nay ngày đầu tiên trở lại trường thì trước tiên thì các em vào thấy cái công nghệ của mình tiên tiến mới. Dạ. Thì các em cũng háo hức để chờ để đo thân nhiệt. Dạ. Và cái thứ hai là khi mà mình đo như vậy á thì mình đỡ tốn nhân sự. Dạ. Cái thứ ba nữa là khi mà đo thì máy nó sẽ lưu lại, mình không cần phải làm những công việc thủ công ghi nhận lại. Dạ. Đó là những nhận định của buổi sáng hôm nay mà khi học sinh trở lại trường anh đã thấy. Dạ. Nó hỗ trợ nhiều trong công tác kiểm tra nhiệt độ thân nhiệt luôn đúng không thầy? Nó hỗ trợ trong công tác kiểm tra thực hiện thân nhiệt thì khá là chính xác. Dạ. Và nhanh gọn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ.